Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tống Vũ Thu đồ đệ bảo kích trả lại, đại đệ tử Hoàng Dung, cửu châu thế giới, rộng lớn mạnh mẽ. Lý Trường An xuyên Việt mà đến trói định hệ thống thánh sư, chỉ cần thu đồ đệ là có thể trở nên mạnh mẽ. Số lượng đồ đệ càng nhiều, thiên tư càng tốt, chỗ tốt Lý Trường An đạt được lại càng lớn. Mặt khác, tu vi các đệ tử tăng lên, Lý Trường An cũng có thể đạt được bảo kích trả lại. Sau khi bắt đầu thu Hoàng Dung bị người ta bỏ thuốc, Lý Trường An bắt đầu để cho các nữ đồ đệ vất vả phấn đấu, chính mình nằm thẳng cuộc sống hạnh phúc. Còn có một bộ động tác không hiểu, sư phụ, người dạy con một trăm lần đi. Yêu Nguyệt Sư phụ sao lại lười như vậy, lại nằm bất động. Lý Hàn Đệ tử muốn trong vòng một ngày đột phá đến thiên nhân, mong sư phụ thành toàn. Nhìn dung mạo tuyệt thế các vị sư muội các, Hoàng Dung vẻ mặt nghi hoặc sư phụ, ngươi không phải nói, ta là ngươi quan môn đệ tử sao? Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Một thu đồ mới có thể trở nên mạnh mẽ. Trúng độc hoàng dung xông vào môn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thu đồ đệ mới có thể trở nên mạnh mẽ. Cái này cũng quá hố. Trong tứ hợp viện trang trí cổ nhã, một vị thanh niên nam tử mặc áo bào trắng, tuấn lãng phi phạm nằm nghiêng trên ghế, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn gọi Lý Trường An là một người xuyên Việt. Vốn đang trải qua 20 tuổi làm bảo vệ, ít đi 40 năm đường vòng, thỉnh thoảng cùng chủ đầu tư tiểu đang đi sâu trao đổi cuộc sống nhàn nhã. Chỉ là lúc đi làm bắt cá đọc sách, mắng một câu cậu tác giả cập nhật quá chậm. Không hiểu sao lại đi tới thế giới này. Ngay từ đầu, lý trường an cho rằng nơi này chỉ là cổ đại bình thường dựa vào kiến thức và học thức của hắn hẳn là không chết đói nhưng sau khi nghe xong bách tính chung quanh nghị luận lý trường an phát hiện thế giới này còn lâu mới đơn giản như vậy nơi đây là một thế giới mà tất cả võ hiệp và tất cả các triều đại đều dung hợp tên cửu châu đại lục đại minh đại tần đại đường đại nguyên nam tống bắc tống đại tùy đại hán tiểu thanh cửu đại hoàng triều các cứ một phương. Ngoài trừ những hoàng triều cường đại này, còn có đại chu, đại lý, thổ phiên và vô số tiểu cương quốc đang âm thầm ngủ đông. Giữa các nước tranh đấu lớn nhỏ không ngừng. Trong chính đại hoàng triều, các loại thế lực trắc rối phức tạp. Đại tận lưới, đại đường bất lương nhân, đại minh đông tây nhị xưởng, đại tống hoàng thành ti. Không có một thế lực nào là an ổn. Về phần trong giang hồ, càng là gió tanh mưa máu. Từng võ giả thực lực cường đại, phi thiên độn địa, dời núi lấp biển. Còn có kiếm tu cường đại, một lời không hợp liền muốn kiếm mở thiên môn. Xuyên qua đến như thế nguy cơ tứ phía, mạng người tiện như con kiến trong thế giới, muốn tiếp tục nằm thẳng, khẳng định không được. Nói không chừng nằm, một ngày nào đó sẽ không dậy nổi nữa. Mà thân là người xuyên Việt, ngón tay vàng tự nhiên không có khả năng vắng mặt lý trường an vừa tới liền buộc chặt hệ thống còn chiếm được một tòa viện rộng lớn khởi đầu có vẻ khá tốt nhưng vấn đề là thánh sư hệ thống là cái quỷ gì có lẽ là nghe được lý trường an oán giận trong đầu hắn truyền đến âm thanh giảng giải của hệ thống ký chủ mỗi lần thu một đồ đệ đều có thể đạt được phần thưởng phong phú mà đồ đệ tu vi nếu có tăng trưởng ký chủ cũng có thể đạt được bạo kích trả lại Lần thứ hai nghe được hệ thống giảng giải, Lý Trường An làm sao cũng không vui vẻ nổi. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, chỉ cần hắn thu đồ để đủ nhiều, thiên phú đủ tốt. Về sau hắn có thể nhàn nhã nằm, để những đồ đệ kia thay hắn tu luyện. Ngày sau, phải làm dịu nhiều, làm dịu nhiều. Nhưng vấn đề là, Lý Trường An hiện tại chỉ là một người bình thường, một chút tu vi cũng không có. Làm sao có người đến bái hắn làm thầy? Huống chi cũng không phải là tùy tiện thu một đồ đệ là được hắn thu đồ đệ phải là những thiên chi kiều nữ thiên phú rất mạnh như thế mới có thể được ban thưởng đúng vậy chỉ có thể thu nữ không thể thu nam đủ loại điều kiện hạn chế rõ ràng đang đẩy lý trường an vào tuyệt lộ quả thực là trời bắt đầu lý trường an đã suy nghĩ suốt ba ngày đáp án nhận được thủy chung chỉ có một muốn cho những thiên chi kiều nữ kia đến bái ta làm thầy quả thực so với lên trời còn khó hơn. Hệ thống cho tân thủ quà tặng chính là một tòa nhà, những thứ khác không còn bất kỳ vật gì. Bất quá, Lý Trường An cũng không hoàn toàn nổi giận, cũng may tướng mạo hắn không tệ. Hôm nay một bộ trường bào màu trắng thân trên, ngược lại giống như là trong tiểu thuyết đi ra nhẹ nhàng công tử. Bằng vào dung mạo. Ba tất lưỡi không nát. Cùng với kiếp trước học tập gần 10 năm thủ pháp, hẳn là có thể lừa gạt được những thiếu nữ vô tri kia. Nghĩ tới đây, Lý Trường An liền đi ra ngoài viện, chuẩn bị tiếp tục dò xét, xem nơi nào có thiên chi kiêu nữ phù hợp yêu cầu. Một mực ở trong sân, cũng không có nữ tử phù hợp điều kiện chủ động tiễn. Lời còn chưa dứt, Lý Trường An đã vội vàng sửa lại. Ta đi, thật đúng là có. Trong nháy mắt, cửa lớn của Lý Trường An bị kéo ra. Một vị cô nương mặc váy dài màu trắng nhạt, khuôn mặt tuyệt mỹ khí chất xuất trần chạy vào cô nương này trên mặt phủ kính ửng hồng khí tức trầm trọng vô cùng trên mặt còn phủ kính mồ hôi vừa nhìn thấy lý trường an cô nương này giống như đói bụng hồi lâu điên cùng nhào tới động thủ động chân với lý trường an còn động miệng mấu chốt nhất chính là trong nháy mắt cô nương này xuất hiện trong đầu lý trường an liền xuất hiện tin tức hệ thống tính danh hoàng dung Thân phận Con gái của Hoàng Dược Sư Nam Tống Ngực Hậu Thiên Viên mãn Tư chất Ưu tú Thỉnh ký chủ lập tức hoàn thành thu đồ đệ Lý Trường An đã không thèm đáp lại cô nương này Trong lòng đột nhiên vui vẻ Hoàng Dung Hoàng Dung sản xuất từ đảo Đào Hoa Nam Tống Thỏa mãn tư chất phù hợp điều kiện thu đồ đệ Đây không phải là đồ đệ đưa tới cửa sao Đè xuống kích động trong lòng lý trường an lại chuyển ánh mắt về phía hoàng dung tỉ mỉ quan sát một phen văn lầm lẫn giả dối sau đó lý trường an nghi hoặc hỏi hệ thống nàng đây là chuyện gì xảy ra nếu để hoàng dung sợ tiếp gặm tiếp quần áo lý trường an sẽ bị nàng gặm nát muốn nhận đồ đệ nhất định phải hiểu rõ tất cả tin tức của nàng nhưng mà còn không đợi được hệ thống trả lời đâu rồi bên ngoài nhưng là truyền đến các loại hung ác thanh âm. Tiểu mỹ nhân, ngươi còn chạy a? À, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Dám trọng đồ của bổn đại gia, tất phải cho ngươi đẹp mắt. Ngươi đã trúng mỹ dược chúng ta hạ, rất khó chịu đi. Nếu không, các ca ca làm tốt, giúp ngươi giải độc. Sau đó, có 12 năm tử tay cầm các loại vũ khí, sắc mặt hung ác xông vào viện của Lý Trường An những người này đều là vẻ mặt hung ác nhìn chầm chầm Lý Trường An. Hoàng Dung cố gắng nâng cao ý thức, đôi môi ngọc khẽ mở. Cứu! Ta, cứu ta! Ta! Cho ngươi! Bởi vì dược lực đã lan tràn đến toàn thân, choáng ván đầu như nhũng ra, Hoàng Dung thậm chí một câu hoàn chỉnh đều nói không nên lời. Sau khi nhận thấy trên người Lý Trường An không có bất kỳ khí tức tu vi nào, những võ giả sắc bén công tâm này liền chuẩn bị tiện tay giết chết Lý Trường An, sau đó mang hoàng dung về. Sắc mặt Lý Trường An lạnh như băng quét chung quanh. Hắn biết, những võ giả này vũ khí trong tay cũng không phải là đồ chơi, là có thể muốn mạng. Lý Trường An vốn định hỏi phương pháp giải quyết của hệ thống trong đầu, không ngờ hệ thống quỷ này lại im lặng không lên tiếng. Hiện giờ thân ở tuyệt cảnh, hệ thống còn giả chết. Muốn phá cục diện này, chỉ có một con đường có thể đi chỉ thấy lý trường an mạnh mẽ nâng thiếu nữ yếu đuối không xương hoàng dung dậy sau đó vô cùng nghiêm túc hỏi ngươi có nguyện bái ta làm thầy không ts cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá hai thành công thu phục hoàng dung nghịch thiên bang thưởng thẳng tới tông bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau khi nghe lý trường an nói 12 võ giả phía trước không nhịn được nở nụ cười tiểu tử chết đến nơi rồi còn nói mê sản gì nữa. Để cho người ta cô nương bái ngươi làm thầy, loại này cách chơi ngược lại là mới lạ, nói không chừng chúng ta có thể thử một lần. Đưa tiểu mỹ nhân kia tới đây, đại gia có lẽ còn có thể cho ngươi no mắt. Dám đối nghịch với thập nhị tinh chúng ta, muốn chết. Thông qua lời nói của những người này, Lý Trường An cũng biết thân phận của bọn họ. Bọn họ dĩ nhiên là ác sự làm tuyệt thập nhị tinh tướng. Đương nhiên, những người này là thân phận gì, đều không quan trọng. Quan trọng là hai người bọn họ đến tột cùng có thể sống hay không, phải xem Hoàng Dung cô nương này đáp lại. Mắt thấy cô nương Hoàng Dung hỗn loạn, chỉ lo mò mẫm trên người Lý Trường An, không có dấu hiệu trả lời. Lý Trường An đành phải dùng sức lắc nàng một cái. Rốt cục, Hoàng Dung dùng hết cuối cùng một tia lý trí, gật gật đầu trả lời. Ta, nguyện ý. Thay vì bị vấy bẩn bởi những thứ rác rưởi xấu xí, xấu xa bên trong không bằng tiện nghi cho người trước mắt này ít nhất hắn lớn lên rất đẹp mắt sau khi nghe hoàng dung trả lời lý trường an mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng lại vui như nở hoa cuối cùng cũng nhận được một đệ tử cùng lúc đó trong đầu của hắn cũng truyền đến hệ thống thanh âm chúc mừng chủ ký sinh thu đồ đệ hoàng dung thành công chúc mừng ký chủ thu được thiên gia kiếm Chúc mừng chủ ký sinh đạt được cửu âm chân kinh. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được một tấm đại na di phù. Chúc mừng ký chủ thu được một tấm ẩn ẩn phù. Chúc mừng ký chủ đạt được 40 năm công lực. Chúc mừng túc chủ tu tăng lên tới tông sư viên mãn. Theo hệ thống liên tiếp thanh âm truyền ra, Lý Trường An chỉ cảm giác trong cơ thể mình có một cổ tinh thuần năng lượng đang không ngừng lan tràn. Loại cảm giác này, đó là tương đối sảng khoái chỉ cần nắm tay một cái lý trường an liền cảm nhận được lực lượng trước nay chưa từng có loại lực lượng này một quyền đánh chết một con trâu hẳn là không thành vấn đề căn cứ vào tin tức lý trường an tìm hiểu được mấy ngày nay cửu châu đại lục võ học cảnh giới từ thấp đến cao theo thứ tự là hậu thiên tiên thiên tông sư đại tông sư cùng lục địa thần tiên mỗi một cảnh giới lại có bốn giai đoạn tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ và viên mãn không nghĩ tới, chỉ là thu nhận một đồ đệ. Hệ thống dĩ nhiên trực tiếp ban thưởng 40 năm công lực để cho tu vi của hắn một lần đi tới tông sư viên mãn chi cảnh. Cái này không thuần khiết treo bức sao? Càng khoa trương chính là, lần này thu đồ đệ đoạt được khen thưởng, cũng không chỉ là trung kỳ tông sư tu vi, còn có cái khác rất nhiều bảo vật. Lại thu thêm mấy đồ đệ, ngày sau còn không được tung hoành thiên hạ. Nghĩ tới đây, khóe miệng Lý Trường An không khỏi lộ ra ý cười. Nhìn thấy Lý Trường An nở nụ cười, mười hai tinh tướng phía trước trong lòng nhất thời khó chịu, nhao nhao cả giận nói. Tiểu tử, ngươi cười cái gì mà cười? Mau gọi tiểu mỹ nhân kia tới đây, bằng không sẽ để cho ngươi chết thảm tại chỗ. Gia gia, ta chờ không kiên nhẫn, cái này giết ngươi. Các huynh đệ, động thủ. Bọn họ hành tẩu giang hồ nhiều năm, tuy rằng tai họa không ít nữ tử, lại còn chưa thấy qua tuyệt thế mỹ nhân như thế. Thật vất vả mới thành công bỏ thuốc, vốn tưởng rằng có thể hưởng phúc tề nhân. Không nghĩ tới, tiểu mỹ nhân này ý chí cũng không tệ lắm, lại chạy ra. Nhưng mà, tiểu mỹ nhân này chung quy là trốn không thoát ngủ chỉ sơn của bọn họ. Theo lão đại ngụy vô nhai ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người thập nhị tinh tướng cùng xông lên. Hành động này của bọn họ không phải là sợ Lý Trường An, mà là muốn dành trước một bước ông mỹ nhân vào lòng nhìn khuôn mặt xấu xí của những người này lý trường an thu hồi nụ cười trên mặt hiện lên một tia lạnh ý các ngươi tặng cho ta một đồ để tốt như vậy để báo đáp ta liền đưa các ngươi xuống địa ngục chuộc tội đi lý trường an một tay ông lấy hoàng dung tay kia nắm lấy cơ hội đột nhiên nắm tay đánh ra răng rắc theo thanh âm xương cốt gãy lì truyền ra Bạch Sơn Quân tới gần Lý Trường An bị đánh bay ra ngoài hơn 10 bước, nằm liệt trên mặt đất, sinh tử không biết. Sau khi nhận thấy khí thế phát ra từ người Lý Trường An, người của thập nhị tinh tướng đều kinh hãi. "Tông sư, viên mãn, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi rõ ràng không có tu vi a." À? Bọn họ lúc trước rõ ràng đã tra xét qua, trên người Lý Trường An không có bất kỳ tu vi nào như thế nào chỉ chớp mắt công phu, lại biến thành tông sư đại viên mãn cảnh giới tuyệt thế thiên tài. Giờ phút này đã không còn thời gian cho bọn họ kinh ngạc. Bởi vì cường giả cảnh giới đại viên mãn của tông sư, chỉ cần một người là có thể giết hết bọn họ. Không chút do dự, tất cả người của thập nhị tinh tướng đều hoảng loạn chạy trốn. Thậm chí cũng không rảnh bận tâm đến Bạch Sơn quân ngã xuống đất. Lý Trường An cũng không nhiều lời, thân hình hóa thành một đạo lưu quan xuyên qua đình viện chỉ chốc lát sau, thập nhị tinh tướng ngã xuống định viện của Lý Trường An. 12 tên ác tặc này, không một ai sống sót. Trong không khí phiêu đã nồng đậm mùi máu tươi, tự hồ còn mang theo một chút cảm giác áp lực. Ánh mắt Lý Trường An lạnh như băng quét qua những thi thể này. Đây mặc dù là lần đầu tiên hắn giết người, nhưng hắn sẽ rất nhanh thích ứng loại tiết tấu này. Trong thế giới này, bạn không giết người khác, người khác sẽ giết bạn. Dùng lòng nhân từ với kẻ thù là hành vi nực cười nhất. Nhìn Hoàng Dung mất đi lý trí, gần như xé áo bào trắng trên người hắn thành từng mảnh nhỏ, Lý Trường An cảm thấy đau đầu. "Hệ thống, nhà đầu này tự hồ là trúng mị dược, nên giải như thế nào?" Nhưng mà, hệ thống lại chỉ là lạnh như băng trả lời một câu. "Ký chủ tự mình xử lý." Nhìn mà làm, làm cái quái gì vậy? Lý Trường An hết chỗ nói rồi. Vừa rồi mặc dù chiếm được rất nhiều bảo vật, nhưng không có có thể trị liệu mỹ dược đồ vật. Hiện giờ hệ thống lại ngồi yên không để ý tới, vậy hắn liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Trường An thật vất vả mới thu được một đồ đệ, từ trên người nàng đạt được nhiều chỗ tốt như vậy. Hơn nữa, ngày sau còn phải hảo hảo thúc giục Hoàng Dung để cho nàng làm một cái tu luyện thay thế công cụ người. Lý Trường An cũng không thể trơ mắt nhìn Hoàng Dung bị tà hỏa thiêu chết không có quá nhiều do dự, trực tiếp ông lấy hắn, xoay người đi về phía phòng, phanh, cửa phòng đóng lại. sáng sớm, ánh mặt trời còn chưa mọc, trên những ngọn cỏ nhỏ hai bên lối đi vẫn còn phủ đầy sương trắng. Lý Trường An đem thi thể mười hai tinh tướng kia xử lý xong, lại quét dọn sạch sẽ đình viện. còn chưa kịp nghỉ ngơi đâu, liền nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng thiếu nữ tê tâm liệt phế thét chói tai. a à, chỉ chốc lát sau một đạo thân ảnh xinh đẹp liền xuất hiện ở cửa chính là cô nương hoàng dung này giờ phút này tóc nàng rối tung quần áo không chỉnh tề bước chân có chút lỗ mãn cơ hồ là ngay cả đường cũng đi không vững lấy tay đỡ khung cửa mới có thể miễn cưỡng duy trì đứng thẳng trên váy dài màu trắng còn dính một tia máu ts cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá ba ta sẽ đối với ngươi phụ trách gọi sư phụ cầu bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong nháy mắt nhìn thấy Lý Trường An, tiểu cô nương không khống chế được, trực tiếp khóc lên. Ô ô ô! Lý Trường An đem ánh mắt đánh giá trên người Hoàng Dung một hồi, xoay người đi tới trước bàn trong đình viện, rót chén trà. Lại bưng trà đi tới. Đi tới Hoàng Dung bên người, ôn nhu nói. Dung cô nương, uống chén trà nóng, bổ sung nước. Thân là võ giả, hoàng dung thể chất đã so với đại bộ phận cô nương đều tốt hơn đổi lại là lý trường an trước kia khẳng định không phải là đối thủ bất quá hắn ngày hôm qua chính là một lần đem tu vi tăng lên tới tông sư viên mãn hoàng dung chỉ là hậu thiên viên mãn cảnh giới đứng không vững là bình thường lý trường an quan tâm bình thường nhưng mà sau khi hoàng dung nghe được ngôn luận này khóc càng lớn tiếng chỉ là nhìn nam tử xâm phạm mình trong lòng nàng lại sinh không nổi một tia hận ý. Chuyện hôm qua, Hoàng Dung còn nhớ rất rõ ràng. Rõ ràng là nàng bị 12 ác tặc kia bỏ thuốc, chủ động chạy đến trong lòng người ta. Hơn nữa, nam tử trước mắt này mày kiếm tinh mục, anh Tuấn tiêu sái, khí chất như trích tiên, cũng không phải rất thiệt thòi. Thấy Hoàng Dung khóc không ngừng, Lý Trường An ôn hòa cười cười. Hôm qua tuy chỉ là ngoài ý muốn, nhưng chuyện này đã xảy ra, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Về chuyện hôm qua, lý trưởng cũng không có giải thích quá nhiều. Nhà đầu Hoàng Dung từ trước đến nay thông minh, nghĩ đến nàng cũng có thể hiểu được. Hoàng Dung ngẩng đầu lên, tiếng khóc nhỏ hơn một chút, vẻ mặt còn có chút kỳ vọng. Vốn cho rằng nam tử trước mắt này sẽ nói ra muốn cưới nàng các loại. Nhưng trong nháy mắt, Lý Trường An chỉ bình tĩnh nói. Hôm qua ngươi đã đáp ứng bái ta làm sư phụ ta tên Lý Trường An. Ngày sau, ngươi chính là quan môn đệ tử của ta. Làm sư phụ, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Hoàng Dung trong nháy mắt tràn ngập thần sắc quái dị, cũng quên khóc, kinh hải nói. Ngươi và ta đều. Như vậy, ngươi không cưới ta, còn muốn làm sư phụ của ta. Ngươi, ta còn chưa từng thấy qua người quái dị như thế. Hôm qua, nếu Lý Trường An không cứu nàng, Nàng tất nhiên sẽ dục hỏa thiêu thân mà chết. Từ nơi này mà xem, Lý Trường An coi như là ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu Lý Trường An đề xuất muốn cưới nàng, Hoàng Dung nói không chừng sẽ đáp ứng. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Trường An nói phụ trách dĩ nhiên là muốn thu nàng làm đồ đệ. Lý Trường An cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu bản thân bị ràng buộc bởi hệ thống, đa tử đa phúc hắn khẳng định không chút do dự tám khiên kiệu lớn khiên Hoàng Dung vào cửa, sau đó trong vòng ba năm sinh ra hai tiểu tử mập mạp. Nhưng vấn đề là, hắn trói định chính là thánh sư hệ thống, chỉ có thu đồ đệ mới có thể trở nên mạnh mẽ. Hắn giọng, Lý Trường An bỗng nhiên bình tĩnh nói. Ngươi tên là Hoàng Dung. Nam Tống Võ Lâm Đông Tà Hoàng Dược Sư cùng phùng hành chi nữ, tại đào hoa đảo lớn lên, thuở nhỏ học tập ngũ hành bát quái cùng kỳ môn độn giáp thuật. Ngoài ra, ngươi còn tin thông thi từ ca phú, thổi tiêu đánh đàn, trù nghệ tự thành một nhà, 16 tuổi lúc, ngươi đi thăm bị giam giữ ở đào hoa đảo trên toàn chân giáo đệ tử lão ngoan đồng, cho nên bị phụ thân trách tội. Ngươi trong cơn tức giận, liền cùng phụ thân giận dỗi, rời khỏi đào hoa đảo, lấy tiểu khất nhi trang phục du lịch giang hồ, một đường bắc thượng, thẳng đến đại minh. Ngươi bởi vì nhìn không quen thập nhị tinh tướng khi nhục người khác, cướp đi tài vật của người khác, Liền muốn đem những tiền tài kia trộm ra, vật trả về nguyên chủ. Kết quả lại không cẩn thận bị bọn họ phát hiện, còn trúng mị dược của bọn họ. Ta nói, có thể có một tia sai sót. Muốn cho Hoàng Dung ngoan ngoãn bái sư, nhất định phải xuất ra chút thực lực đến. Lúc trước tuy rằng hắn thể hiện qua thực lực, nhưng khi đó Hoàng Dung hôn mê, có thể cảm thụ không phải mãnh liệt như vậy. Nơi Lý Trường An ở là Thất Hiệp Trấn trong Hoàng Triều Đại Minh nói cách khác nhà đầu hoàng dung này từ hoàng triều nam tống một đường đi tới đại minh hoàng triều thể lực của nàng quả thật rất tốt lý trường an ở trong lòng bình luận lý trường an nói xong quái dị trên mặt cô nương hoàng dung dần dần tiêu tán chuyển thành kinh ngạc vô cùng nàng tràn đầy chấn động nhìn lý trường an thể xác và tinh thần đều sinh ra dao động kịch liệt lý trường an tên rất hay lớn lên cũng rất tuấn tú giờ phút này nghiêm túc lại càng có loại cảm giác bí hiểm tất nhiên đây không phải là những điều quan trọng nhất quan trọng nhất là lý trường an lại đem tin tức của nàng hoàn toàn nói ra cái này quá khoa trương đi không chỉ biết cha mẹ cô là ai danh tính thế nào có sở trường đặc biệt gì còn biết hắn cải trang lấy thân phận tiểu khất cái đi tới đại minh thậm chí ngay cả nguyên nhân cô và cha cãi nhau cũng có thể một năm một mười nói ra Ngươi, ngươi đến tột cùng là làm sao biết được? Hoàng Dung dám khẳng định trong thiên hạ này ngoại trừ mình, căn bản không có người thứ hai biết những chuyện này. Giờ phút này nghe được ngôn luận của Lý Trường An, làm sao có thể bình tĩnh? bị Lý Trường An nhìn chăm chầm, Hoàng Dung chỉ cảm thấy trên người mình tựa hồ không có gì che chắn, tất cả đều bị Lý Trường An thu hết vào đáy mắt. Loại cảm giác bị người nhìn thấu này, làm cho trong lòng nàng rất là quái dị bất quá nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua liền cũng không để ý như vậy lý trường an cao thâm cười hỏi lần cuối ngươi có nguyện bái ta làm thầy không lý trường an trong lòng đã quyết định nếu hoàng dung không muốn hắn cũng sẽ không cưỡng cầu quá nhiều dù sao đêm qua hoàng dung đã trợ giúp hắn thu được hệ thống khen thưởng hiện tại tu vi của hắn là tông sư viên mãn bằng vào tu vi như thế muốn lại đi tìm tư cách thích hợp nữ đồ đệ căn bản cũng không phải là việc khó gì về phần bồi thường cho hoàng dung ngày sau bàn lại đi hoàng dung thở dài một hơi trực tiếp mở miệng nói được Tạ bái ngươi làm sư phụ sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi bái một cái trong lòng hoàng dung nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với lý trường an nếu nàng muốn ở lại bên cạnh lý trường an nhất định phải có thân phận thích hợp làm đồ đệ thì làm đồ đệ đi cũng không phải là không thể kỵ sư diệt tổ nhìn hoàng dung buông tay chuẩn bị quỳ xuống lạy lý trường an dành trước một bước đỡ lấy ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta là sư phụ ngươi là được những lễ nghi phiền phức này ngày sau có thể trực tiếp miễn hoàng dung nhu thuận kêu một tiếng vâng sư phụ đại minh ngoài thất hiệp trấn bên bờ sông một cái có tuyệt đỉnh xinh đẹp dung mạo lại mặt như băng sương nữ tử lạnh lùng quét qua trên mặt đất thi thể sau khóe miệng khẽ động. Người của thập nhị tinh tướng tuy võ công không mạnh, nhưng so với chuột còn khó bắt hơn. Lâu như vậy, bổn tọa cũng không bắt được bọn họ. Hôm nay lại bị người ta toàn bộ giết, thú vị. Sau đó, bạch y nữ tử này liền theo trong không khí phiêu đảng huyết tinh khí tức, hướng về phía trước bay đi. TS. Cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu tất cả số liệu. Bốn tiện tay cho nhiều như vậy bảo bối sư phụ đến tột cùng là. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lý Trường An bảo Hoàng Dung về giường nghỉ ngơi, còn mình thì ra ngoài mua chút gà vịt thịt cá. Hắn hiện tại có thể tự Hoàng Dung như vậy một cái đồ đệ, tự nhiên đến để cho hắn hảo hảo khôi phục thân thể. Như thế, ngày sau mới có thể vì Lý Trường An tu luyện tốt hơn. Lý Trường An vừa trở lại đình viện, liền nhìn thấy Hoàng Dung ngồi ngẩn người trong đình viện. Chính là cười với cô. Dung Nhi, con nghỉ ngơi một lát đi. Sư phụ, ta đi làm cho ngươi chút đồ ăn ngon, bồi bổ thân thể. Thấy Lý Trường An rời đi, dĩ nhiên là đi mua đồ ăn cho mình, trong lòng Hoàng Dung không khỏi sinh ra một tia ấm áp. Lập tức, cô nương chậm rãi đi về phía Lý Trường An, nhẹ giọng nói: "Nào có sư phụ hầu hạ đồ đệ? Sư phụ, con nấu ăn rất ngon. Ta đây liền đi cho ngươi lẳng lơ một cái." tuy rằng không cẩn thận mất đi sự trong sạch, nhưng Hoàng Dung kỳ thật cũng không phản cảm với Lý Trường An, ngược lại còn cảm kích. Nàng bị một đám ác đồ cùng hung cực ác hạ mị dược, ngay tại thời điểm sắp gặp vận rủi. Một nam tử anh tuấn tiêu sái từ trên trời giáng xuống, từ nước sôi lửa bỏng cứu ra. Loại cảm giác trùng kích này, lại có nữ tử nào có thể lạnh nhạt? Hoàng Dung nghĩ rõ ràng, nếu sự tình đã phát sinh, vậy trước tiên ở lại trong viện này, nhìn xem hắn vị này thần bí khó lường sư phụ, đến tột cùng có cái gì thần kỳ địa phương đi. Lý Trường An có chút thân thiết nói. Dung Nhi, thân thể ngươi không sao chứ? Nguyên bản Hoàng Dung cũng sắp quên, sau khi nghe được lời nói của Lý Trường An, trong cơ thể nàng lại mơ hồ khó chịu. Liết Lý Trường An một cái, sư phụ, đệ tử không sao. Sau đó liền xoay người đi về phía nhà bếp. Lý Trường An nghĩ cũng đúng, Hoàng Dung nói thế nào cũng là một võ giả, thân thể không nhu nhược như vậy. Vì thế, hắn xoay người đi về phía chính mình hôm qua vừa chế tạo xong ghế thái sư bên cạnh. Sau khi nằm lên, nhàn nhã lắc lư. Lý Trường An đã có thể tưởng tượng được, ngày sau hắn nằm ở trên ghế nhàn nhã phơi nắng, nhìn một đám mỹ nhân đồ đệ thay hắn vất vả cần cù tu luyện. Tương lai rất khả thi. Sau khi ăn xong, Hoàng Dung đem bát đổ thu thập xong, nghiêng đầu thoáng nhìn Vừa vặn nhìn thấy nhàn nhã nằm ở trên ghế sư phụ. Trên mặt đột nhiên xuất hiện biên độ đẹp mắt, xoay người đi tới trước mặt Lý Trường An, vẻ mặt chờ mong. "Sư phụ, đệ tử đều bái ngươi làm sư phụ, ngươi liền không có gì lễ gặp mặt muốn cho đệ tử." Đệ tử xem người khác bái sư, sư phụ đều sẽ tặng lễ vật. Nàng ngay cả thứ quan trọng nhất cũng cho Lý Trường An, từ chỗ Lý Trường An nhận được chút lợi ích, không quá đáng chứ. Nghe xong lời ấy, lý trường an đứng lên lạnh nhạt cười lễ gặp mặt đương nhiên là có ngươi hôm nay bái ta làm thầy ta tự nhiên không có khả năng bạc đãi ngươi chỉ thấy lý trường an từ trong ngực lấy ra một quyển công pháp đưa ra dung nhi đây là cửu âm chân kinh ngươi cầm đi luyện trước đi tiếp nhận công pháp từ trong tay lý trường an vẻ chờ mong trên mặt hoàng dung dần dần biến thành khiếp sợ khiếp sợ không gì sánh được cửu âm chân kinh cô nương này sợ tới mức vội vàng mở ra lật xem sau khi nhìn sơ qua một chút trong lòng hoàng dung càng bị chấn động tột đỉnh thật sự là cửu âm chân kinh làm sao có thể cửu âm chân kinh ở trong võ lâm nam tống bọn họ chính là tuyệt thế tâm pháp được thế nhân truy phủng nhất nhưng mà bản tâm pháp này lại một mực ở trong tay toàn chân giáo khai phái tổ sư gia vương trùng dương vương trùng dương dựa vào tu vi thần tiên lục địa trấn áp võ lâm thực lực cực kỳ khủng bố. Cũng bởi vậy, cho dù người trong thiên hạ võ lâm đều là trong lòng có ý nghĩ, nhưng Thủy chung không thể thực hiện được. Hôm nay, vị sư phụ tiện nghi này của nàng lại tiện tay lấy ra toàn bộ cửu âm chân kinh. Như vậy có thể quá phóng đại hay không? Khiếp sợ rất nhiều, Hoàng Dung nha đầu này lại cẩn thận mở miệng nói. Sư phụ, cái này quá quý trọng. Đồ nhi, đừng. Trong lúc nói chuyện, hoàng dung liền chuẩn bị đem công pháp này đưa trở về cũng không phải là nàng không muốn mà là bởi vì cửu âm chân kinh thật sự quá mức quý giá nàng có chút không chịu nổi nhưng lý trường an chỉ khẽ cười dung nhi ngươi cầm đi luyện trước đi nếu như ngày sau cảm thấy không thích hợp vi sư lại cho ngươi đổi một môn tốt hơn công pháp hoàng dung trực tiếp đều chấn tê dại nghe sư phụ ngữ khí này trong tay hắn còn có so với cửu âm chân kinh tốt hơn công pháp trong nháy mắt tiếp theo chuyện khiến hoàng dung càng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện chỉ thấy lý trường an đột nhiên đưa tay về phía phòng mình nói một câu kiếm tới lập tức một đạo lam quan màu xanh đột nhiên xuất hiện nhanh chóng lao về phía tay lý trường an hoàng dung lúc này mới thấy rõ ánh sáng màu xanh đúng là một thanh trường kiếm lóe hàng quan thanh kiếm này khí thế rộng rãi vô cùng tại nó xuất hiện trong nháy mắt hoàng dung lại cảm giác mình bị áp chế cơ hồ hô hấp không nổi lý trường an chỉ bình tĩnh nói dung nhi thanh kiếm này tên là thiên gia ngươi cầm đi phòng thân đi cửu âm chân kinh và thiên gia kiếm đều là bảo vật mà lý trường an thu được từ hệ thống bất quá những thứ này lý trường an cũng không cần liền đưa cho hoàng dung đi hoàng dung tu vi tăng lên càng nhanh lý trường an có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt làm sao có thể tàn tư hoàng dung ngơ ngác đưa tay cầm bảo kiếm lý trường an đưa tới trong nháy mắt tiếp xúc nàng liền có thể cảm nhận được bảo kiếm này ẩn chứa vô cùng khủng bố năng lượng cửu âm chân kinh đã là bảo bối tốt nhưng mà ở trước mặt thanh kiếm này căn bản là không đủ nhìn đây mới là chí bảo chân chính hoàng dung thậm chí có một loại ảo giác nàng có thể bằng vào thanh kiếm này sau này thiên viên mãn cảnh giới tu vi đối chiến đại tông sư cảnh giới cường giả hậu thiên và đại tông sư chênh lệch tới ba đại cảnh giới. Điều này có thể quá phóng đại hay không? Thấy Hoàng Dung đã bị hắn mang đến chấn động đến toàn thân tê dại, ngay ngốc tại chỗ. Lý Trường An lại cảm thấy bình thường. Thiên gia kiếm là thần binh lợi khí của thanh vân môn thế giới huyền huyễn, hiện giờ dùng ở thế giới võ hiệp, đó không phải là đã kích hàng duy sao. Có kiếm này hộ thân, nhà đầu Hoàng Dung tất nhiên tính mạng không lo. Như thế, có thể bán mạng cho Lý Trường An tốt hơn. Hồi lâu, Hoàng Dung mới lấy lại được tinh thần, kinh ngạc nhìn Lý Trường An. Sư phụ, người đến tột cùng là cảnh giới gì? Tiện tay cho ra một kiện như thế khủng bố binh khí, này đã là vượt qua Hoàng Dung nhận thức. Nàng này tiện nghi sư phụ, đến tột cùng là cảnh giới gì a? À? Lý Trường An cười nhạt, ngày sau, ngươi sẽ biết. Lúc trước thu đồ để đạt được thiên đạo ban thưởng bên trong, có một trương ẩn nấp phù bằng vào tấm phù chú này tất cả mọi người trong thiên hạ không có biện pháp thăm dò được tu vi khí tức của hắn lý trường an cũng không cần phải che giấu thực lực bất quá người khác ra không được tu vi của hắn mới có một loại cảm giác bí hiểm như thế mới thuận tiện ngày sau thu đồ đệ lý trường an phất phất tay dung nhi nếu đã có công pháp vậy mau đi tu luyện đi lý trường an cũng muốn nhìn xem sau khi tu vi đồ đệ bảo bối tiến triển hắn đến tột cùng có thể đạt được chỗ tốt gì? ts Cầu tất cả số liệu, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá. năm Mời Trăng chủ động đưa tới cửa, Hoàng Dung đột phá tiên thiên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hoàng Dung ngơ ngác đi về phía phòng Lý Trường An, lúc này trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn. Vô luận là cửu âm chân kinh hay là thanh trường kiếm tiên khí bồng bền kia, đều có một loại cảm giác không chân thật chẳng lẽ đầu óc tôi bị choáng váng, không tỉnh táo? Lắc đầu, Hoàng Dung vẫn là quyết định đi trước bổ một giấc lại nói, dù sao thân thể nàng còn không có khôi phục đâu. Mắt thấy Hoàng Dung cô nương này cũng không có tu luyện, mà là ngã đầu liền ngủ, Lý Trường An cũng không để ý. Có một thành ngữ gọi là tế thủy trường lưu. Hiện tại liền điên cuồng thúc giục Hoàng Dung, không có hiệu quả tốt. Vẫn là chờ nha đầu này tỉnh táo lại, lại chậm rãi đốc thúc nàng tu luyện đi sau đó lý trường an lại đưa mắt nhìn lại nhàn nhã lắc lư ghế thái sư còn chưa hưởng thụ bao lâu đâu đã thấy cửa lớn tứ hợp viện bị người đẩy ra sau đó một vị nữ tử có dung mạo tuyệt thế nhưng khuôn mặt khí chất cao lãnh không thể trêu chọc liền đi vào cùng lúc đó trong đầu lý trường an cũng xuất hiện tin tức liên quan đến nàng tính danh yêu nguyệt thân phận đại cung chủ di hoa cung tu vi đại tông sư viên mãn, tư chất ưu tú, di hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt nữ nhân này sao lại tới đây? một khi hệ thống truyền đến những tin tức này, liền ý nghĩa nữ tử phù hợp điều kiện thu đồ để xuất hiện. nhưng vấn đề là yêu nguyệt thật sự không dễ thu như vậy, tính cách của cô cũng không dịu ngoan như những cô gái khác. còn nữa, yêu nguyệt một thân tu vi cao tới đại tông sư đại viên mãn mà Lý Trường An hiện tại chỉ là cảnh giới tông sư. Để yêu nguyệt bái sư, cơ bản là không thể nào. Chậm rãi, Lý Trường An đứng lên, chủ động nên đón. Lạnh nhạt nói. Cô nương tới đây, có chuyện gì sao? Bất kể nói như thế nào, yêu nguyệt dù sao cũng là thiên chi kiều nữ phù hợp thu độ để điều kiện, trước đêm ổn định, chuẩn không sai. Sau khi tới gần, Lý Trường An cũng đánh giá nữ nhân này từ trên xuống dưới một chút thân hình yêu nguyệt, nhìn qua tuy rằng linh lung khéo léo, nhưng nàng thật sự là ý chí rộng lớn. Hoàn toàn xứng đáng với chữ đại của đại cung chủ. Khí chất cả người, trong trẻo lạnh lùng tuyệt thế như thần ma, không thể tới gần. Từ sau khi tiến vào trong sân, tầm mắt yêu nguyệt cũng dừng lại trên người Lý Trường An. Tuấn lãng vô song, khí chất phi phàm, luận dung mạo, so với nam tử nàng gặp trước kia đều tốt hơn một bậc yêu nguyệt từ trước đến nay chán ghét nam tử tướng mạo xấu xí ấn tượng của nàng đối với lý trường an cũng coi như không tệ lập tức nàng lại âm thầm vận chuyển nội lực chuẩn bị thăm dò tu vi lý trường an một chút một lát sau trên mặt yêu nguyệt không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc với cảnh giới đại tông sư đại viên mãn không ngờ không nhìn thấy khí tức tu vi của người trước mắt chẳng lẽ hắn là người bình thường không có khả năng người bình thường sao lại có khí chất như thế thấy yêu nguyệt không nói lời nào lý trường an lại mở miệng cô nương có chuyện gì sao nếu muốn đem yêu nguyệt lưu lại thu làm đồ đệ nhất định phải hiểu rõ mục đích của nàng nghe lý trường an nói xong yêu nguyệt khẽ lắc đầu sau khi phục hồi tinh thần trực tiếp lấy ra một lượng bạc nhất định đưa cho lý trường an công tử ta đi ngang qua nơi này muốn tạm thời tìm một chỗ đặt chân không biết công tử có nguyện thu lưu hay không đây là thù lao Yêu Nguyệt mang theo đệ tử Di Hoa cung truy sát thập nhị tinh tướng hơn mấy tháng, nhưng thủy chung tìm không thấy tung tích của bọn họ. Thật vất vả đạt được chút tin tức, đuổi tới cái này thất hiệp trấn, lại phát hiện bọn họ bị người giết. Cũng bởi vậy, đại cảm nghi hoặc yêu nguyệt truy tìm trong không khí huyết tinh khí tức đi tới nơi đây. Vốn định tùy tiện nhìn một chút, liền rời đi. Nhưng nam tử trước mắt này làm cho trong lòng nàng sinh ra hứng thú rất lớn, liền muốn ở đây dò xét nhiều một chút dù sao gần đây trong di hoa cung cũng không có chuyện gì lý trường an nhanh chóng nhận lấy ngân lượng trong tay yêu nguyệt cân nhắc hai cái lại dùng răng cắn sau khi xác nhận là bạc thật trên mặt mới lộ ra ý cười cô nương trong viện của ta đích xác có mấy gian phòng trống nếu không chê mời đi theo ta nếu yêu nguyệt muốn rời đi với thực lực hiện giờ của lý trường an thật không có biện pháp mạnh mẽ giữ lại nhưng hôm nay yêu nguyệt vậy mà chủ động muốn vào ở đây không phải là dê vào miệng hổ sao lý trường an trước mắt tạm thời không có biện pháp lấy yêu nguyệt bất quá lấy thánh sư hệ thống khủng bố đến xem không bao lâu nữa hắn có thể tới lục địa thần tiên chờ vượt qua yêu nguyệt vậy còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó sao không do dự quá nhiều lý trường an trực tiếp dẫn yêu nguyệt đến phòng khách phía tây hoàn hảo hệ thống đưa một tòa nhà lớn bằng không, sau khi thu được đồ đệ không có chỗ cho người ở, vậy không phải quá xấu hổ sao? Yêu Nguyệt tùy ý chọn một gian, thản nhiên nói. Liền gian này đi. Lý Trường An đi ra ngoài, chủ động đóng cửa lại. Cô nương, vậy cô nghỉ ngơi sớm đi. Ta sẽ không quấy rầy nữa. Bỗng nhiên, Lý Trường An nghĩ tới điều gì, lại mở miệng hỏi. Xin hỏi cô nương họ gì? Tất cả tin tức về băng sơn mỹ nhân đã bị Lý Trường An nhìn thấu, nhưng hắn không thể nói thẳng ra. Yêu Nguyệt tính tình cẩn thận, quả quyết không thể khiến cho sát tâm của nàng. Suy tư một lát, Yêu Nguyệt trả lời, Yêu Nguyệt. Cung chủ di hoa cung. Nghe nàng tự bạo thân phận, Lý Trường An chỉ lạnh nhạt nói. Thì ra là Yêu Nguyệt công chúa, thất kính thất kính. Tạ tên Lý Trường An nếu lý trường an thật sự bởi vì thân phận thực lực của yêu nguyệt mà sinh ra tâm tư dao động vậy hắn còn thu đồ đệ nói đi cũng phải nói lại lý trường an ở chỗ hệ thống thu được không ít chỗ tốt không sợ yêu nguyệt hắn không dừng lại quá nhiều mà là xoay người đi vào trong sân tiếp tục nằm ở trên ghế thái sư nhàn nhã phơi nắng thấy lý trường an phản ứng lạnh nhạt như vậy yêu nguyệt tâm thần ngưng tụ biết rõ thân phận của ta nhưng vẫn bình tĩnh như thế quả nhiên không đơn giản. Yêu Nguyệt cố ý đem thân phận danh hào của mình nói ra, chính là vì thăm dò phản ứng của Lý Trường An. Hôm nay xem ra, nàng lựa chọn ở lại nơi này là chính xác. Trong phòng Lý Trường An. Không biết ngủ bao lâu, Hoàng Dung mới thản nhiên tỉnh lại. Sau khi nhận thấy thân thể và tinh lực của mình đều khôi phục, nàng xếp bằng ngồi ở trên giường, mở quyển cửu âm chân kinh Lý Trường An đưa ra. Bắt đầu luyện theo nội dung bên trên. Bất tri bất giác, Hoàng Dung dần dần tiến vào trạng thái, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ cảm thấy nội lực toàn thân dưới sự dẫn dắt của cửu âm chân kinh, lan tràn với tốc độ cực nhanh. Oanh. Đột nhiên, Hoàng Dung trong cơ thể nội lực đột nhiên nổ tung, khủng bố năng lượng hướng về chung quanh ba động. Sau khi nhận thấy mình phát sinh dị biến, Hoàng Dung kích động hô. Sư phụ, con đột phá rồi. Ta tới Tiên Thiên Tiền Kỳ rồi. TS cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá. 6. Cùng Hoàng Dung tương tác không làm trái quy tắc. Điểm ấy tương đương không? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hoàng Dung trong lòng thật sự là kích động không thôi, nàng tại hậu thiên đại viên mãn cảnh giới đã ngây người thật lâu, có đầy đủ nội tình. Giờ phút này đột phá, cũng không phải kinh ngạc như vậy. Mấu chốt nhất chính là Nàng mới tu luyện cửu âm chân kinh trong chốc lát liền đột phá, điều này ý nghĩa cửu âm chân kinh kia là thật nói như vậy thiên gia kiếm mang đến cho nàng cảm giác cũng tuyệt đối không phải ảo giác đây thật sự là quá kinh khủng lý trường an đẩy cửa bước vào còn chưa kịp có phản ứng vẻ mặt hưng phấn của hoàng dung liền nhào thẳng vào ngực hắn sư phụ người đối với ta thật sự là quá tốt ngươi thật sự có cửu âm chân kinh sư phụ người thật lợi hại mà giờ phút này Lý Trường An cũng hiện lên nụ cười, vì hắn lần nữa nghe thấy thanh âm của hệ thống. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được tu vi một ngày. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được 100 điểm tích lũy hệ thống. Thì ra, mỗi lần tu luyện với đồ đệ hắn trói buộc, Lý Trường An liền có thể đạt được tu vi gấp bội. Nhiều nhất còn có thể tăng gấp trăm lần, cái này thật sự quá lợi hại. Nói cách khác, Hoàng Dung chỉ cần nghiêm túc tu luyện một ngày, hắn liền có thể đạt được 100 ngày tu vi hiện giờ chỉ có một đồ đệ là Hoàng Dung, thoạt nhìn cống hiến không lớn. Nhưng ngày sau Lý Trường An còn muốn thu thập 10 thậm chí trăm đồ đệ, đến lúc đó, tất cả đồ đệ cống hiến tích lũy lên, vậy thì quá lớn. Về phần điểm tích lũy của hệ thống này, càng là lợi hại. Mỗi lần đồ đệ bị hắn trói buộc đột phá cảnh giới, Lý Trường An đều có thể đạt được điểm tích lũy tương ứng. Hậu thiên cảnh giới, tu vi mỗi tăng lên một giai đoạn, được 100 điểm tích lũy tiên thiên cảnh giới, tu vi mỗi lần tăng lên một giai đoạn, được một ngàn điểm tích lũy. Cảnh giới tông sư được một vạn điểm tích lũy, cứ thế mà suy ra. Mà hệ thống điểm tích lũy có thể tại hệ thống thương thành bên trong đổi các loại thiên tài địa bảo, các loại thần công tâm pháp. Cất cánh không ổn sao? Trong một căn phòng khác, yêu nguyệt cởi áo khoác, lộ ra dáng người có thể khiến nam tử thế gian trầm mê, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đuổi theo những ác đồ kia một tháng, nàng cũng có chút mệt mỏi. Nhưng đột nhiên, Yêu Nguyệt thần sắc ngưng trọng ngồi dậy, dung mạo tuyệt mỹ xuất hiện vẻ kinh ngạc. Cửu Âm Chân Kinh. Yêu Nguyệt tu vi cao tới đại tông sư đại viên mãn, thính lực sao mà khủng bố. Chỉ cách vài gian phòng, tự nhiên có thể nghe rõ thầy trò Lý Trường An đang nói gì. Thật không nghĩ tới, trong tay Lý Trường An lại có tâm pháp Cửu Âm Chân Kinh. Phải biết rằng cửu âm chân kinh vẫn khống chế trong tay một vị thần tiên lục địa của võ lâm nam tống muốn có được khó khăn biết bao như thế xem ra lý trường an thật sự không đơn giản bổn tọa đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú trong phòng lý trường an mắt thấy cô nương hoàng dung ông rất lâu còn không muốn buông tay lý trường an nổi giận ta là sư phụ ngươi còn không buông ra hoàng dung biểu môi sư phụ ngươi đều đối với ta như vậy, ta ôm một cái ngươi còn không được. Nhìn thấy bộ dáng không sao cả của nha đầu này, Lý Trường An đã hiểu. Hoàng Dung rõ ràng là nghịch đồ, lúc nào cũng nghĩ kỵ sư đi lên. Chính là lạnh lùng nói. Không thể không lớn không nhỏ. Phía tây có khách phòng, tự mình đi tìm một gian. Hoàng Dung tồ một tiếng rồi buông tay Lý Trường An ra. Nàng vốn tưởng rằng, sư phụ tiện nghi của mình hẳn là có sở thích nào đó, cho nên mới muốn thu nàng làm đồ đệ. Nào ngờ, hắn lại đứng đắn như vậy. Hoàng Dung luôn luôn thông minh, liền cũng không quá dây dưa, trực tiếp xoay người rời đi. Muốn dây dưa mà nói, ngày sau còn có rất nhiều cơ hội, trước đêm quan hệ lẫn lộn lại nói. Nhìn bóng lưng Hoàng Dung rời đi, vẻ mặt Lý Trường An cũng bất đắc dĩ. Hắn ở hiện đại sinh hoạt 20 năm, chịu đủ cởi mở tư tưởng giáo dục, đồ đệ cái gì, cũng không phải không được chỉ sợ hệ thống không nhận nếu là vì nhất thời sản khoái mất đi một cái có thể thay thế tu luyện công cụ người vậy thì quá không ổn đúng lúc này trong đầu lý trường an truyền đến thanh âm của hệ thống ký chủ cùng thu đồ để có thể tiến hành tương tác bản hệ thống không can thiệp buổi chiều yêu nguyệt vẫn ở trong phòng không đi ra cho đến khi hoàng dung làm xong cơm tối lý trường an mới đi đến cửa nhà nàng yêu nguyệt cung chủ ra ngoài ăn cơm đi. Đây chính là đồ để dự bị, không thể đói bụng. Hơn nữa, yêu nguyệt ước chừng cho một trăm lượng bạc, thật sự là có chút nhiều. Nghe được thanh âm của Lý Trường An, trong phòng truyền đến thanh âm, biết rồi. Sau đó liền thấy yêu nguyệt ăn mặc chỉnh tề mở cửa phòng. Liết thấy bên cạnh sư phụ Lý Trường An có một đại mỹ nhân dáng người ngạo nhân, hoàng dung nhất thời nghi hoặc. Sư phụ, vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai? tuy rằng ngoài mặt im lặng nhưng trong lòng hoàng dung không khỏi sinh ra một tia khẩn trương đây là một loại bài xích theo bản năng đối với những nữ tử dung mạo phi phạm khác nếu như đại mỹ nhân này là sư nương của nàng vậy thì không được chơi lý trường an chỉ đơn giản giải thích hai câu nàng tên yêu nguyệt cung chủ di hoa cung đi ngang qua nơi này muốn ở lại đây tá túc mấy ngày lập tức lý trường an lại nhìn hoàng dung giới thiệu với yêu nguyệt vị này là đồ đệ của ta hoàng dung yêu nguyệt phản ứng coi như bình thản gật gật đầu liền trực tiếp đi về phía trước bàn ngược lại hoàng dung giờ phút này cũng không thể bình tĩnh được nữa di hoa cung chủ yêu nguyệt hoàng dung mặc dù là người trong võ lâm nam tống nhưng nạn ở võ lâm đại minh coi như trà trộn thời gian rất lâu đối với di hoa công chúa tiếng Tâm lừng lẫy trong giang hồ đại minh đó cũng là có nghe nói nghe đồn vị di hoa công chúa này vừa chính vừa tà một thân tu vi cao tới đại tông sư đại viên mãn dưới tay vong hồn vô số không ngờ hôm nay nàng lại gặp được người thật bỗng nhiên hoàng dung lại nghĩ tới tính đặc thù của thân phận chính là có sức mạnh nhàn nhạc nói yêu nguyệt cung chủ nếu muốn ở trong viện của sư phụ ta ta đây không thể không nhắc nhở ngươi một câu đừng đắc tội sư phụ ta nếu không ngươi kết cục khó lường đại tông sư đại viên mãn thật sự rất mạnh nhưng ngang bằng với hoàng dược sư phụ thân của thái nhưng hoàng dung tin tưởng sư phụ lý trường an tuyệt đối vượt xa cảnh giới này sư phụ tuyệt đối là lục địa thần tiên thực lực thông thiên triệt địa yêu nguyệt tự nhiên cũng chú ý tới biến hóa của hoàng dung trong lòng càng nghi hoặc lý trường an ngươi đến tột cùng là ai nhưng rất nhanh lực chú ý của nàng liền bị các loại mỹ thực trên bàn hấp dẫn bởi vì có người ngoài ở đây, hơn nữa sư phụ thủy chung vẻ mặt đứng đắn bộ dáng, Hoàng Dung cũng không có vượt qua. Bữa cơm này ăn thật bình tĩnh. Sau bữa tối, Lý Trường An để Hoàng Dung ở trong phòng tu luyện, bản thân hắn thì thừa dịp bóng đêm chuồn ra ngoài. Nhận thấy Lý Trường An rời đi, Yêu Nguyệt cũng thu liễm khí tức, đi theo. TS. Cầu tự động đặt mua, cầu tất cả số liệu. 7. Đông Phương Bất Bại Thanh Lâu Khiêu Vũ cho giang ngọc yến chuột bạn đang nghe tại truyện chấm audio hoàng dung nha đầu này trong đầu nghĩ đều là như thế nào Kỳ sư diệt tổ tu luyện lại không nghiêm túc trông cậy vào một công cụ như nàng lý trường an khi nào mới có thể vô địch khắp thiên hạ cho nên tiếp theo thu vị đồ đệ thứ hai mới là mấu chốt tăng lên thực lực lúc trước bởi vì không có tu vi lý trường an cũng không dám lắc lư ở bên ngoài nhưng bây giờ đã khác tu vi của hắn đã là tông sư đại viên mãn, có thể dễ dàng ứng đối trên giang hồ chín tầng võ giả. Hơn nửa lúc trước trong phần thưởng của hệ thống, còn có một cái na di phù lớn. Quy lực của phù chú này rất khủng bố, có thể truyền tống lý trường an đến bất cứ nơi nào trên cửu châu thiên hạ. Sau khi có đại na di phù bảo đảm, làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đi dạo một lát, lý trường an tiến vào một thanh lâu tên là Hồi Xuân Cát cũng không phải nói Lý Trường An có sở thích đặc thù gì. Chỉ là bởi vì, vừa mới đi ngang qua nơi đây lúc, hệ thống nhắc nhở hắn, này thanh lâu bên trong có phù hợp thu độ để tiêu chuẩn nữ tử. Hơn nữa còn là hai vị. Nếu không phải vì thu độ đệ, Lý Trường An làm sao có thể tới loại địa phương này? Cách đó không xa, trên mặt yêu nguyệt vẫn theo sát Lý Trường An hiện lên một tia quái dị. Thanh lâu. Hắn tới loại địa phương này làm gì? Rõ ràng trong nhà có một cái dung mạo tuyệt thế đệ tử, lại còn chạy ra ăn vụng. Hơn nữa Lý Trường An khí chất phi phàm, thấy thế nào cũng không giống như là người biết đi dạo pháo hoa a. À. Mặc dù trong lòng có các loại nghi vấn, tuy rằng rất muốn đi theo xem Lý Trường An đến tột cùng đang chơi cái gì, nhưng Yêu Nguyệt cuối cùng cũng không đi theo Lý Trường An vào thanh lâu, nàng không muốn làm bẩn hai mắt của mình. Đương nhiên, Yêu Nguyệt cũng không có rời đi như vậy, mà là vẫn chờ ở chỗ tối nàng thật muốn nhìn xem lý trường an thật sự đi tìm hoa hỏi liễu hay là phát hiện nàng mới cố ý đi theo lúc này lý trường an đã bước vào thanh lâu dựa vào dung mạo cùng khí chất xuất chúng lý trường an vừa đến nơi đây liền có vô số cô nương mặc đồ mát mẻ vây quanh các nàng nhao nhao hỏi han lý trường an thậm chí có cô nương cũng muốn ăn lý trường an ngay tại chỗ lý trường an chỉ hơi dùng nội lực tránh những người này ra sau đó nhìn về phía không trung nơi đó đang có một vị nữ tử dung mạo khuynh thành dáng người hoàng mỹ đến cực điểm nàng mặc váy dài màu xanh mượn tơ lụa giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa mỗi một động tác của cô nương này đều quyến rũ đến cực điểm khiến người ta nhìn chăm chú khiến người ta điên cuồng những văn nhân mặc khách trong thanh lâu cũng tạm thời dừng tay không an phận của mình lại ánh mắt si ngốc nhìn giữa không trung. Nếu là nữ tử thanh lâu bình thường, Lý Trường An quả quyết sẽ không nhìn nhiều. Vấn đề là, trong nháy mắt nhìn thấy nữ tử này, trong đầu Lý Trường An xuất hiện tin tức hệ thống. Tính danh Đông Phương bất bại Thân phận Nhật Nguyệt Thần Giáo Giáo Chủ Tu Vi Đại Tông Sư Đại Viên mãn Tư Chất Ưu Tú Đúng vậy, cô nương này chính là một trong hai đối tượng thu đồ đệ trong hệ thống nhắc nhở nhật nguyệt thần giáo giáo chủ đông phương bất bại sau khi suy tư một lát trong lòng lý trường an liền gặp khó khăn đông phương bất bại tu vi cùng yêu nguyệt giống nhau là đại tông sư đại viên mãn thực lực rất mạnh hơn nửa nàng đã là giáo chủ tà giáo tính cách cũng không phải dễ ở chung như vậy nếu muốn thu làm đồ đệ không dễ dàng a à. đúng lúc này đông phương bất bại đã dừng động tác đứng giữa không trung, cười khẽ với mọi người. Đoạn biểu diễn đặc sắc phi phạm này, trực tiếp dẫn tới cả sảnh đường hoang hô. Tốt. Đông phương cô nương nhảy tốt, nên thưởng. Ra giá đi, cần bao nhiêu ngân lượng mới có thể đọc chiếm giai nhân một đêm. Đại gia có rất nhiều tiền, cứ việc mở miệng. Ta cũng muốn nếm thử hương vị của ma giáo chi chủ Đông Phương bất bại, ha ha ha. Mọi người cũng không biết người khiêu vũ chính là Đông Phương bất bại, chỉ coi nàng là một nữ tử thanh lâu trùng tên trùng họ hoặc là nói đây rõ ràng là thủ đoạn thanh lâu cố ý làm ra bất quá nói đi cũng phải nói lại tiểu mỹ nhân này đích sát sinh thủy linh đến cực điểm thắt lưng mềm mại nếu có thể đạt được nhất định rất hăng hái lý trường an liếc mắt một cái liền mất đi hứng thú nếu đã thỏa mãn điều kiện thu đồ đệ lý trường an tự nhiên không thể bỏ qua nhưng hắn cũng không có khả năng đi lên phía trước nói thẳng muốn thu Đông Phương bất bại làm đồ để đi. Trước tiên đi xem một vị khác đang làm kết luận. Nhưng mà, Lý Trường An mới vừa đi được hai bước, bỗng nhiên nhận ra sự khác thường. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương bất bại đang nhìn chăm chú, lắc lư một cái hồng lăng, bay về phía Lý Trường An. Ngay sau đó, trong ánh mắt hâm mộ của vô số nam tử, Đông Phương bất bại trực tiếp mang theo Lý Trường An bay lên phòng trên lầu. Phanh. Cửa phòng đóng lại, một đám văn nhân mặt khách tâm đều tan nát. Bất quá bọn họ cũng không dám làm càng ở đây, chỉ có thể là vẻ mặt hâm mộ nhìn gian phòng trên lầu. Mà lúc này, trong phòng, Lý Trường An đứng trước bàn, thần sắc bình tĩnh nhìn Đông Phương bất bại đang nằm trên giường, lộ ra tư thái quyến rũ. Đông Phương cô nương, ngươi đây là ý gì? Đông Phương bất bại thấy Lý Trường An không có động tác, liền chủ động đứng dậy. Bước chân chân thành tới gần Lý Trường An, vừa đi vừa quyến rũ nói. Sao công tử lại rời đi? Chẳng lẽ là ngài ta nhảy tốt? Lý Trường An trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, trong giang hồ nổi danh lâu dài đông phương bất bại. Chẳng lẽ ngươi thật sự coi mình là một nữ tử phong trần? Bị Lý Trường An nói ra thân phận, đông phương bất bại trong nháy mắt thu hồi ánh mắt, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Lý Trường An. Ngươi rốt cuộc là ai? đông phương bất bại làm một thanh lâu như vậy chính là muốn tìm kiếm những tin tức võ lâm chính phái kia vừa rồi nàng ở dưới lầu khiêu vũ cơ hồ là tất cả nam tử ánh mắt đều bị hấp dẫn tất cả mọi người đang điên cuồng nhưng duy chỉ có người này thần sắc thủy chung bình tĩnh cuối cùng lại còn sớm rời đi hơn nữa nàng lại không xem xét được tu vi khí tức của người này lúc này mới sinh lòng nghi hoặc mang đến hiện giờ người này liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng càng là chứng minh. Người này, không đơn giản. Lý Trường An vẫn là thần thái lạnh nhạt. Ta tên Lý Trường An. Về phần là ai? Ta nghĩ, ngày sau ngươi sẽ biết. Có đại na di phù, Lý Trường An cũng không sợ Đông Phương bất bại đột nhiên làm khó dễ. Nếu là đồ đệ ngày sau, tự nhiên phải lưu lại một chút ấn tượng cao thâm. Đông Phương bất bại mặt ngoài bất động thanh sắc, ngầm vận chuyển nội lực chuẩn bị bắt lý trường an nhưng vào lúc này lý trường an lại mở miệng không cần đề phòng như thế chúng ta sẽ là bằng hữu mà không phải địch nhân chỉ thấy lý trường an từ trong ngực lấy ra một trăm bạc lúc trước yêu nguyệt đưa cho hắn sau khi đặt lên bàn thản nhiên nói các ngươi gần đây có phải hay không bắt được một cái tên giang ngọc yến cô nương ta muốn chuộc thân cho nàng ts cầu tất cả số liệu cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá. 8. Mời trăng người tê. Đi thanh lâu dẫn người về nhà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Căn cứ vào hệ thống nhắc nhở, người thứ hai trong thanh lâu thỏa mãn điều kiện thu đồ đệ của Lý Trường An, tên là Giang Ngọc Yến. Đúng vậy, chính là cái kia ngay từ đầu ôn nhu yếu ớt, cuối cùng dết đến chỉ còn tên kịch ngoan nhân. Lúc này Giang Ngọc Yến vẫn còn ở trong thanh lâu. liền ý nghĩa, Nàng hắc hóa chi lộ vừa mới mở ra, tự thân cũng không có bất kỳ tu vi, vẫn là rất dễ thu phục. Lý Trường An chuẩn bị bắt đầu từ nàng, ngày sau tiêu diệt từng người một. Nghe Lý Trường An nói, sẽ là bằng hữu chứ không phải địch nhân, khóe miệng Đông Phương Bất Bại hiện lên nụ cười. Chính là hơi bình ổn nội lực, lại hướng bên ngoài vỗ vỗ tay. Chợt, cửa phòng bị đẩy ra, Tú Bà Thanh lâu đi vào. "Cô nương, có gì phân phó?" đông phương bất bại thần sắc lạnh nhạt phân phó có một cô nương gọi giang ngọc yến mang nàng đến cả giang thanh lâu kỳ thật đều là cứ điểm của nhật nguyệt thần giáo tú bà cũng là người trong nhật nguyệt thần giáo tự nhiên không dám vi phạm hiệu lệnh của giáo chủ chỉ là nửa khắc sau liền có một thân đơn bạc nữ tử bị hai vị cao lớn tráng hán dẫn vào dáng người nàng ngạo nghễ ngũ quan linh động đặc biệt là đôi mắt to kia chớp chớp khiến người ta triều mến. Cùng lúc đó, trong đầu Lý Trường An cũng hiện ra tin tức liên quan đến nàng. Tính danh Giang Ngọc Yến Thân phận Con gái của Giang Biệt Hạc Tu Vi Không Tư chất Ưu tú Sau khi tiến vào phòng, Giang Ngọc Yến cô nương này quét mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên người Lý Trường An, vẻ mặt khẩn cầu. Lý Trường An không cố ý lãng tránh, mà đón nhận ánh mắt giang ngọc yến sau khi nhìn nhau lý trường an liền âm thầm đánh giá trong lòng không hổ là nhân vật cuối cùng có thể trở thành một đời nữ đế quả nhiên không đơn giản tuy rằng tuổi không lớn nhưng ý chí của nàng đó là tương đối rộng lớn a à? hơn nữa giang ngọc yến rất thông minh liếc mắt một cái liền nhìn ra ai có thể mang nàng chạy thoát nàng cũng không có vừa lên liền cãi nhau chỉ là đang lặng lặng quan sát tình thế phát triển quét mắt một hồi lý trường an thu hồi tầm mắt lại nhìn về phía đông phương bất bại đông phương cô nương một trăm lượng này có đủ chuột thân cho hắn không nếu không đủ ngày sau nhất định sẽ bổ sung đối với quy củ thanh lâu lý trường an cũng hiểu được một ít chuột thân cho cô nương bình thường tự nhiên không cần nhiều tiền như vậy bất quá chuyện chuột thân này là dựa theo diện mạo cùng dáng người mà ra giá lấy dung mạo và dáng người của giang ngọc yến mà xem một trăm lượng thật sự không nhiều lắm. Đông Phương Bất Bại bưng trà trên bàn lên uống một ngụm, khóe miệng cười khẽ. Lý công tử không phải nói, ngày sau chúng ta sẽ là bằng hữu sao? Vậy tiểu mỹ nhân này coi như làm quà gặp mặt ta tặng cho Lý công tử. Đông Phương Bất Bại nhìn không thấu Lý Trường An. Nhưng Lý Trường An rõ ràng biết thân phận và thực lực của nàng, lại có thể bình tĩnh như thế, rất hiển nhiên cũng không đơn giản. Nếu có thể kết giao Đông Phương bất bại quả quyết sẽ không bỏ qua. Lý Trường An vương tay, đẩy bà qua. Đông Phương cô nương, một mã quy một mã. Tiền cho anh. Cô nương này, ta mang đi. Yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Nếu Đông Phương bất bại phù hợp tiêu chuẩn thu đồ đệ, Lý Trường An tự nhiên không thể bỏ qua. Chờ sau khi thực lực vượt qua nàng, Lý Trường An tự nhiên phải thu vào trong cửa. Lập tức, Lý Trường An xoay người đi tới bên cạnh Giang Ngọc Yến, bình tĩnh mở miệng. Đi theo ta. Giang Ngọc Yến trong lòng mừng rỡ không thôi. Cô đã sớm muốn thoát khỏi nơi ác mộng này, sao lại có nửa phần do dự. Vội vàng xoay người lại, đuổi theo Lý Trường An. Lý Trường An hiện tại chỉ muốn thu đồ đệ, không tiếp tục ở trong thanh lâu chơi đùa, trực tiếp mang theo Giang Ngọc Yến rời đi. Xa quá. Yêu Nguyệt vẫn canh giữ ở bên ngoài quan sát thần sắc ngưng tụ chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi. Lý Trường An thật sự mang về một cô nương xinh đẹp từ thanh lâu. Chẳng lẽ Lý Trường An này không phải cao nhân gì? Chỉ là một kẻ dâm đảng. Yêu Nguyệt cũng không có hiện ra thân hình, mà là tiếp tục đè thấp khí tức đi theo. Hai người đi về phía trước hồi lâu. Thấy Lý Trường An không nói lời nào, Giang Ngọc Yến đi theo phía sau cũng không mở miệng, chỉ im lặng đi theo. Nhưng trong lòng nàng đã âm thầm quyết định vô luận như thế nào cũng phải bò lên lý trường an không đúng là ông chặt đùi lý trường an đại khái đi chừng một khắc đồng hồ lý trường an rốt cuộc cũng về tới ngoài định viện sau khi mở cửa thần sắc bình tĩnh nói vào đi giang ngọc yến gật gật đầu vâng công tử vào sân giang ngọc yến vốn tưởng rằng vị công tử xinh đẹp dung mạo tuấn lãng vô biên khí chất phi phàm này muốn nàng thị tẩm như thế, nàng liền có thể bằng vào ở trong thanh lâu học được các loại kỹ xảo, đem nó vững vàng buộc chặt. Thân phận công tử này thực lực rõ ràng không tầm thường, chỉ cần có thể khống chế được, đây chẳng phải là. Nhưng mà, ảo tưởng tốt đẹp của Giang Ngọc Yến vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp tan vỡ. Chỉ thấy sau khi Lý Trường An đưa Giang Ngọc Yến vào trong đình viện, Lý Trường An xoay người lại, thần sắc bình tĩnh hỏi. Giang Ngọc Yến, ngươi có nguyện bái ta làm thầy không? hành động khó hiểu này của lý trường an khiến giang ngọc yến mơ hồ chỉ thấy cô nương này ngây ngốc tại chỗ vẻ mặt kinh ngạc lấy trí tuệ của nàng trong lúc nhất thời cũng khó có thể lý giải bái bái sư bình tĩnh một lát giang ngọc yến lúc này mới tỉnh táo lại vội vàng sửa miệng sư phụ người đã thay đệ tử chuột thân đệ tử ngày sau chính là người của người sư phụ muốn chơi thế nào thì chơi có lẽ tiếu công tử trước mắt này có sở thích đặc thù gì đi. Nhưng chỉ cần có thể thành công đạt được hảo cảm của hắn, Giang Ngọc Yến tự nhiên là phải hết sức phối hợp, Hoàng Dung một mực tu luyện sau khi nhận ra Lý Trường An trở về, liền chuyển ánh mắt ra ngoài đình viện. Thấy phía sau sư phụ Lý Trường An đi theo một cô nương dung mạo tú lệ, dáng người không tệ, trong lòng Hoàng Dung còn khẩn trương một chút. Nhưng sau khi nghe sư phụ nói xong, trên mặt Thái không khỏi hiện ra tiếu dung không hổ là ngươi a à, sư phụ ý nghĩ vẫn là như vậy khác với người thường dù sao ở trên người mình cũng đã phát sinh qua một lần cho nên hoàng dung cô nương này vẫn là tương đối dễ tiếp nhận bên kia yêu nguyệt vẫn đi theo sau lý trường an lặng lẽ trở lại phòng mình bị sét đánh đêm hôm khuya khoắt chạy đến thanh lâu mang về một cô nương không phải vì chuyện đó mà là vì thu nàng làm đồ đệ yêu nguyệt tỏ vẻ Thật sự khó có thể lý giải. Hơn nữa cô nương kia cũng đã hơn 20 tuổi, còn chưa có bắt đầu tu luyện. Cho dù thiên phú rất mạnh, cũng nhất định đi không xa. Mang theo nghi hoặc nồng đậm, Yêu Nguyệt lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Trường An. Rốt cuộc cậu muốn chơi như thế nào? TS. Cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá. Chính thu đồ Giang Ngọc Yến, ban thưởng thiên đạo thôi diễn năng lực bạn đang nghe tại truyện chấm audio giang ngọc yến đến giờ phút này cử chỉ ngôn hành vẫn tràn ngập phong trần lý trường an chỉ hừ lạnh một tiếng giang ngọc yến ta hy vọng ngươi có thể hiểu được một chút làm hài lòng một người đàn ông bằng cơ thể và thủ pháp của mình đó là điều ngu ngốc nhất trong thiên hạ này vĩnh viễn so với ngươi trẻ tuổi hơn xinh đẹp hơn càng hiểu kỹ xảo cô nương nghe đến đó giang ngọc yến sửng sốt một chút nàng có thể rõ ràng cảm giác được nằm tự trước mắt này cùng những người khác đi dạo thanh lâu hoàn toàn không giống nhau nhưng giang ngọc yến cũng rất thông minh không nói gì kiên quyết chờ lý trường an nói tiếp lý trường an thấy thái độ của nàng có chút thay đổi liền nói thẳng ta xem ngươi tư chất tu luyện không tệ lúc này mới sinh ra ý thu đồ đệ muốn dẫn dắt ngươi đi lên tu luyện một đạo ngươi có thể nguyện nghe được lời ấy giang ngọc yến không hề do dự nàng đưa tay kéo quần áo vừa rồi bị gió thổi lệch quỳ xuống trước mặt lý trường an ngữ khí kiên định mở miệng sư phụ ở trên xin nhận đệ tử giang ngọc yến một lạy sau khi nói xong giang ngọc yến liền trực tiếp bái xuống trong lòng nàng có giả tâm của mình nàng cũng muốn chính mình nắm trong tay đại quyền cao cao tại thượng không lại bị người khinh thị muốn dựa vào thân thể cùng thủ đoạn của mình quả thật là hành động bất đắc dĩ giang ngọc yến luôn luôn thông minh tự nhiên hiểu được trước mắt đây là cơ hội duy nhất để mình dựa vào thực lực xoay người nhất định phải nắm chắc trong nháy mắt giang ngọc yến dập đầu bái sư trong đầu lý trường an liền vang lên thanh âm hệ thống chúc mừng chủ ký sinh thu đồ để giang ngọc yến thành công chúc mừng chủ ký sinh đạt được công pháp di hoa tiếp mộc chúc mừng chủ ký sinh đạt được một khỏa điều tức đan chúc mừng chủ ký sinh đạt được phương pháp thôi diễn mãn cấp thiên đạo Chúc mừng chủ ký sinh đạt được một viên ẩn thân đan. Chúc mừng ký chủ đạt được 60 năm công lực. Chúc mừng chủ tu tăng lên tới đại tông sư hậu kỳ. Trong nháy mắt thanh âm hệ thống hạ xuống, cảm giác sảng khoái lúc trước tăng lên tu vi lại truyền khắp Tiền thân Lý Trường An. Theo nội lực chấn động, tu vi Lý Trường An trong nháy mắt từ tông sư cảnh viên mãn đi tới đại tông sư hậu kỳ. Bởi vì trên người Lý Trường An có ẩn nấp phù, tu vi biến hóa cũng không bị bất luận kẻ nào phát hiện cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên khủng bố, khóe miệng Lý Trường An không khỏi hiện ra nụ cười. Chỉ là thu hai cái đồ đệ, liền tương đương với người bình thường cả đời tu luyện, đây là khai quải khoái hoặc sao? Lúc trước thu Hoàng Dung làm đồ đệ, chỉ đạt được nội lực 40 năm, bây giờ thu Giang Ngọc Yến lại đạt được 60 năm. Nghĩ đến, hệ thống khen thưởng nội lực cùng đồ đệ tư chất có liên quan. Ngoại trừ tu vi tăng lên, Lý Trường An cũng đạt được rất nhiều trân kỳ dị bảo lợi hại nhất vẫn là phương pháp thôi diễn của thiên đạo lý trường an hiện tại chỉ cảm giác mình tự hồ đã câu thông được ý chí của thiên đạo cửu châu thiên hạ tất cả hoàng triều tất cả giang hồ quá khứ hiện tại thậm chí tương lai sắp phát sinh hết thảy hắn đều có thể suy diễn ra thật kinh khủng cứ tiếp tục như vậy lý trường an chỉ cần không ngừng thu đồ đệ rất nhanh có thể tung hoành thiên hạ đứng trên đỉnh đại lục phục hồi tinh thần nhìn giang ngọc yến quỳ trên mặt đất lý trường an nhẹ giọng đứng lên đi ta là lý trường an từ hôm nay trở đi chính là sư phụ của ngươi phía trên ngươi chỉ có một sư tỷ đúng lúc này hoàng dung cũng từ trong phòng đi ra đi tới bên cạnh hai người lý trường an nói thẳng nàng chính là sư tỷ của ngươi hoàng dung giang ngọc yến vẫn chưa đứng dậy mà là chuyển hướng hoàng dung chỗ ở phương hướng không người bái sư muội giang ngọc yến bái kiến đại sư tỷ vốn trong lòng hoàng dung vẫn có chút không vui bất quá nghe được giang ngọc yến gọi mình đại sư tỷ điểm không vui trong lòng trong nháy mắt tiêu tán vội vàng cười nói hảo sư muội mau đứng lên đi ngày sau chúng ta cùng nhau chiếu cố sư phụ yêu nguyệt xa xa thấy cảnh này trên mặt càng quái dị vô cùng vốn tưởng rằng lý trường an bảo tiểu nha đầu tên hoàng dung kia gọi hắn là sư phụ chỉ đùa giỡn, hoặc có sở thích gì đó. Nhưng bây giờ xem ra, điều này tự hồ là thật. Hoàng Dung thoạt nhìn là tu luyện từ nhỏ, thiên phú cũng không tệ, có thể lý giải. Nhưng vì sao Giang Ngọc Yến lại được Lý Trường An nhìn trúng thu làm đồ đệ? Trong nháy mắt tiếp theo, Yêu Nguyệt vốn đang suy nghĩ lại giống như là bị thần lôi trên trời đánh trúng, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Sau đó liền không để ý bất kỳ hình tượng nào, trực tiếp vọt tới trong sân đơn giản là lý trường an sau khi thu xong giang ngọc yến làm đồ đệ liền từ trong ngực lấy ra một môn công pháp cùng một viên đan dược ngọc yến công pháp này tên là di hoa tiếp mộc phi thường thích hợp ngươi tu luyện ngươi cầm súng nghiên cứu đi sau khi luyện thành có thể cách không hấp thụ nội lực của bất luận kẻ nào về phần viên đan dược này tên là điều tức đan có thể cho ngươi nhanh chóng điều tiết hút tới các loại nội lực đem đại lượng hóa thành lực lượng của mình nguyên bản phương pháp di hoa tiếp mộc, coi như có thể cách không hấp công. Nhưng nội lực hút tới nếu muốn hóa thành mình dùng, còn cần phải trải qua thời gian dài dung hợp. Hơn nữa quá trình dung hợp này nội lực sẽ tổn thất rất lớn. Hôm nay phối hợp với một viên điều tức đơn, vậy thật sự là quá hoàn mỹ. Lý Trường An tin tưởng, Giang Ngọc Yến không bao lâu nữa, có thể biến thành một vị tuyệt thế cường giả. Mà nàng cũng có thể từ trên người Giang Ngọc Yến nhổ được không ít chỗ tốt giang ngọc yến sau khi nghe lý trường an nói càng mừng rỡ vô cùng đệ tử tạ ơn sư phụ nếu như những lời này của sư phụ lý trường an đều là thật vậy chẳng phải là rất nhanh có thể trở thành một vị võ lâm cao thủ sao ngay tại giang ngọc yến đưa tay sắp tiếp nhận công pháp cùng đang dược trong nháy mắt đã đi tới gần yêu nguyệt lạnh giọng mở miệng lý trường an phương pháp di hoa tiếp mộc là bí mật di hoa cung ta không truyền ngươi vì sao lại có di hoa tiếp mộc rõ ràng chính là di hoa cung giá y thần công tầng thứ 9. Nhưng tâm pháp này đã sớm thất truyền, hôm nay vì sao lại ở trong tay Lý Trường An? Lý Trường An quay đầu nhìn yêu nguyệt vô cùng kích động, vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt nói. Yêu nguyệt cung chủ, phương pháp di hoa tiếp mộc của ngươi nằm trong lục nhâm thần xuất sắc. Mà di hoa tiếp mộc của ta là từ nơi khác có được. Về phần con đường đạt được, xin lỗi, không thể nào nói cho ta biết. Nghe Lý Trường An nói vậy, ánh mắt yêu nguyệt vốn lạnh như băng lại tràn ngập hàng ý. Nhiệt độ trong sân đột nhiên giảm xuống vài phần. Giang Ngọc Yến vốn mặt mát mẻ, hơn nữa không có tu vi lại càng rùng mình. Lý Trường An vẫn bình tĩnh nhìn Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt cung chủ, công pháp ngay trước mắt ngươi, ngươi có thể trực tiếp động thủ đoạt. Bất quá, hậu quả như thế nào? Phải chính ngươi gánh vác. Tu vi hiện giờ của Lý Trường An là đại tông sư hậu kỳ, hơn nữa các loại bảo vật phụ trợ đối phó với đại tông sư đại viên mãn yêu nguyệt không thành vấn đề. Cái này phải xem yêu nguyệt lựa chọn như thế nào. TS cầu tất cả số liệu cầu hoa tươi. 10 lại là một cái kỵ sư nghịch đồ, Lý Trường An tức điên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nếu yêu nguyệt thật sự không nhìn được ra tay cướp đoạt, Lý Trường An liền thuận tiện giáo dục nàng một chút nhiều nhất chính là thu ít đồ đệ, không ảnh hưởng toàn cục. Nếu yêu nguyệt ngoan ngoãn một chút, vậy cái gì cũng dễ thương lượng. Yêu nguyệt nhìn chầm chầm công pháp di hoa tiếp mộc trong tay Lý Trường An, thân thể hơi dao động. Di hoa tiếp mộc là trọng tâm pháp thứ chín của thần công giá y. Nếu tu luyện thành công, nàng liền có thể trong thời gian ngắn nhất thăng cấp đến lục địa thần tiên chi cảnh. Trở thành cường giả chân chính đứng trên đỉnh cửu châu. Nhưng Lý Trường An người này khắp nơi lộ ra cổ quái, khiến cho Yêu Nguyệt luôn luôn ra tay quả quyết, hình sự tàn nhẫn lần đầu tiên xuất hiện do dự. Hoàng Dung nhìn sư phụ cùng Yêu Nguyệt, vốn định mở miệng khuyên can, bất quá nghĩ đến thân phận của mình không thích hợp, liền cũng không nói gì. Về phần Giang Ngọc Yến, nàng vừa mới bái Lý Trường An làm sư phụ, tự nhiên không có khả năng tồn tại vào lúc này. Lý Trường An và Yêu Nguyệt nhìn nhau kéo dài khoảng 10 hơi thở. Rốt cục, khí thế trên người yêu nguyệt dần dần tiêu tán. Nàng tận lực bình tĩnh nói với Lý Trường An. Lý Công Tử, người nói di hoa tiếp mộc của di hoa cung ta nằm trong sáu vị thần xuất sắc. Vậy có thể báo cho bổn tọa biết vị trí của ta, lục nhâm thần xuất sắc hay không? Yêu Nguyệt trước đó đã tra được, phương pháp di hoa tiếp mộc đích xác có quan hệ với lục nhâm thần xuất sắc gì đó. Hôm nay nghe Lý Trường An chỉ rõ, trong lòng càng khiếp sợ không thôi thấy yêu nguyệt cuối cùng vẫn không ra tay, khóe miệng Lý Trường An bỗng nhiên cười. Yêu nguyệt cô nương, ta tự nhiên biết vị trí của lục nhâm thần xúc. Bất quá ngươi coi như chiếm được lục nhâm thần xúc sắc, cũng phải hao phí thủ đoạn đem mở ra, quá phiền toái. Muốn phương pháp di hoa tiếp mộc, có thể trực tiếp mở miệng với ta. Nhìn nụ cười trên mặt Lý Trường An, yêu nguyệt trong lòng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Tự hồ, nàng vừa rồi chỉ cần xuất thủ cướp đoạt, sẽ có tính mạng nguy hiểm. Loại cảm giác này mặc dù rất khoa trương, nhưng rất mãnh liệt. Sau khi thở nhẹ một hơi, yêu nguyệt trầm giọng mở miệng, trả giá đi. Nàng Thủy chung tin tưởng, trên thế giới này hết thảy cũng sẽ không vô cớ gián lâm. Lý Trường An đưa tay vỗ vỗ bụi bặm trên ống tay áo mình, thờ ơ nói một câu. Người bái ta làm sư phụ. Ta cái này làm sư phụ cho đệ tử chút ít công pháp, đó không phải là rất bình thường sao? Yêu Nguyệt nhất định là trốn không thoát lòng bàn tay Lý Trường An, cho nên, trước tiên phải làm tốt bước đệm. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng nghe được Lý Trường An thật sự muốn nàng bái sư. Yêu Nguyệt thần sắc đột nhiên lạnh lùng, dùng sức vung tay áo, xoay người đi. Không có khả năng. Ta cũng không phải là những nữ nhân ngu xuẩn kia, không có khả năng bị ngươi đùa bẩn trong lòng bàn tay. Đổi điều kiện đi. Yêu Nguyệt sớm đã đoán được, lý trường an có lẽ sẽ muốn thu nàng làm đồ đệ không nghĩ tới lý trường an lại thật dám nói nàng hành tẩu giang hồ mấy chục năm vẫn chưa có ai dám bất kính với nàng nếu không thăm dò được lý trường an yêu nguyệt thế nào cũng phải ra tay trấn áp lý trường an ngay tại chỗ hoàng dung cùng giang ngọc yến nghe được yêu nguyệt khinh thường các nàng tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cũng không nói gì trước mắt yêu nguyệt là di hoa cung chủ cao cao tại thượng mà các nàng chỉ là tiểu võ giả thực lực thấp kém tự nhiên không có quyền phản kháng bất quá chờ yêu nguyệt nữ nhân này bị sư phụ lý trường an thu làm đồ đệ các nàng đều là sư tỷ lý trường an cũng không để ý chỉ thản nhiên nói điều kiện chính là cái này yêu nguyệt cô nương nếu không đồng ý xin cứ tự nhiên đi yêu nguyệt là một cái chân chính nữ cường nhân muốn cho nàng cúi đầu cũng không phải là dăm ba câu là được nhất định phải từng bước một trước hết để yêu nguyệt biết rõ ngọn nguồn để nàng cảm nhận được sự khủng bố chân chính của lý trường an cuối cùng mới cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới thân lý trường an yêu nguyệt lạnh lùng nhìn lý trường an một cái rồi không hề rối rắm xoay người về phòng mình hoàng dung cũng là ngáp một cái sư phụ ta đây cũng trở về ngày mai gặp một lát sau trong viện chỉ còn lại lý trường an và giang ngọc yến Giang Ngọc Yến nhận lấy hai kiện bảo bối trong tay Lý Trường An, kích động rất nhiều, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lý Trường An: "Sư phụ, ta tuy rằng bị lừa đi thanh lâu, nhưng chưa bao giờ tiếp khách qua đường." Là thân hoàng bích. Lý Trường An chỉ phất phất tay, phía tây có phòng khách, tự mình đi tìm một phòng. "Đêm đã khuya, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai dậy luyện công." Giang Ngọc Yến ánh mắt kiên định nói: "Sư phụ, đệ tử chỉ là muốn nói cho ngươi, đệ tử không bẩn. Đa tạ sư phụ dạy dỗ, đệ tử ngày sau nhất định hảo hảo tu luyện, không phụ sư phụ kỳ vọng. Lại bái lại Lý Trường An, Giang Ngọc Yến cầm hai kiện bảo bối đi về phía Tây. Nhìn Giang Ngọc Yến rời đi, Lý Trường An tâm huyết dân trào, liền vận dụng năng lực thôi diễn của thiên đạo, đẩy cô nương này một chút. Chỉ trong nháy mắt, tất cả tin tức về Giang Ngọc Yến liền truyền vào trong đầu Lý Trường An không chỉ biết nàng không có lý luận tri thức còn chưa thực chiến còn biết cô nương này giờ phút này trong lòng dĩ nhiên đang suy nghĩ ngày sau nhất định phải hảo hảo tu luyện tranh thủ sớm ngày vượt qua sư phụ sau đó cưỡi lên trên đầu sư phụ hình ảnh tiếp theo thật sự quá không khỏe mạnh lý trường an vẻ mặt bất đắc dĩ nói lại là một nghịch đồ muốn cưỡi ngựa đi lên về giang ngọc yến cho dù lý trường an không có năng lực thôi diễn cũng hiểu rõ nàng là một người mang thù không nhớ ân, cho dù Lý Trường An hiện tại đối xử tốt với nàng. Tương lai nàng cũng có thể bởi vì các loại lợi ích, rút đau hướng về phía nhau. Nguyên bản Lý Trường An muốn thông qua thủ đoạn khác khống chế Giang Ngọc Yến. Bất quá, hôm nay hắn đạt được thiên đạo thôi diễn năng lực, Giang Ngọc Yến bất kỳ một tia tâm cơ đều trốn không thoát hắn khống chế. Vậy thì cho Giang Ngọc Yến một cơ hội đi, xem nàng có thể sinh ra dị tâm hay không. Ngoài tứ hợp viện đông phương bất bại thay một thân trường bào màu đỏ thẩm thu hồi tầm mắt thần sắc không khỏi xuất hiện một chút khiếp sợ không nghĩ tới ngươi vậy mà còn cùng di hoa cung cung chủ yêu nguyệt có lui tới thật không đơn giản biểu hiện của lý trường an thật sự quá mức quỷ dị cho nên sau khi lý trường an rời khỏi thanh lâu đông phương bất bại cũng lên đường đi theo để cho nàng không nghĩ tới chính là vậy mà gặp được một người quen di hoa công chúa yêu nguyệt nữ nhân có cùng tu vi với nàng thủy chung cao cao tại thượng vậy mà cũng ở trong viện này vì tránh bị yêu nguyệt phát hiện đông phương bất bại duy trì khoảng cách khá xa cũng không nghe rõ bên trong đang nói cái gì nhưng dựa vào nhận thức của lý trường an về yêu nguyệt lý trường an quả quyết không đơn giản đông phương bất bại cũng không có dừng lại quá nhiều mà xoay người về tới chỗ ở của mình dù sao lý trường an nói bọn họ rất nhanh sẽ gặp lại ngày thứ hai Trời vừa sáng, trong phòng Lý Trường An liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. A. À, TS. Cầu tất cả số liệu, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá.